Thưa quý vị và các bạn, tính đến 16 giờ chiều ngày hôm qua 5 tháng 7, huyện Hòa Bình đã đưa vào khu cách ly tập trung 21 ngày đối với 125 trường hợp về từ vùng dịch. Theo tinh thần công văn số 2633 ngày 3 tháng 7 và công văn 2656 ngày 5 tháng 7 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, quy định về việc quản lý siết chặt người Bạc Liêu trở về từ vùng dịch vào tỉnh nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và quản lý cách ly tại nhà 14 ngày hơn 1.000 trường hợp. Các trường hợp về từ vùng dịch được cách ly tại 4 khu cách ly tập trung của huyện gồm Trạm Y tế xã Vĩnh Bình, Trạm Y tế xã Vĩnh Mỹ A, Trạm Y tế thị trấn Hòa Bình và trường mầm non Quàng Quanh, thị trấn Hòa Bình. Để hạn chế thấp nhất các nguy cơ có thể xảy ra trong thời gian thực hiện cách ly tập trung, ngành y tế huyện tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát người trong khu cách ly tập trung, tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế. Hàng ngày, lực lượng y tế theo dõi tình trạng sức khỏe và đo thân nhiệt người được cách ly ít nhất 2 lần, sáng, chiều, một ngày. Ghi kết quả vào mẫu theo dõi sức khỏe của người được cách ly. Trường hợp phát hiện người cách ly sốt hoặc có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, phải tách ngay ra khỏi phòng và đưa vào phòng cách ly tạm thời, sau đó thông báo cho trung tâm y tế huyện, các cơ sở y tế để đưa bệnh nhân đến cơ sở điều trị để cách ly, điều trị theo quy định. Ngoài ra, ngành y tế huyện còn hướng dẫn cho người cách ly tập trung và cách ly tại nhà nhận biết một số dấu hiệu bất thường để thông báo ngay cho cán bộ y tế phụ trách tại khu cách ly khi có tình huống khẩn cấp, công khai số điện thoại của người phụ trách khu cách ly của cán bộ y tế tại từng phòng cho trường hợp cách ly tại nhà để bệnh nhân thuận tiện liên hệ khi có việc cần thiết.